Bước ra khỏi tòa án, tôi ngạn đắng khi thấy bố cầm ly trà sữa, đứng đợi dưới cái nắng chói chang. Thấy tôi, bố mỉm cười, bảo tôi nhanh đội mũ bảo hiểm để bố chở về nhà. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. 2 năm trước, tôi lấy chồng trong sự lo lắng của gia đình. Lúc đó, tôi luôn động viên bố mẹ mình. Tôi bảo rằng tôi rất hiểu tính anh. Yêu nhau đã hơn 1 năm, tôi thấy anh rất tốt, yêu thương và quan tâm đến tôi thật lòng. Thế nhưng cưới rồi, tôi mới thấy cách nhìn người, nhìn đời của mình còn quá non dại. Ngày đêm tân hôn, tôi đã đọc được đoạn tin nhắn của chồng với người phụ nữ khác. Người phụ nữ đó trách chồng tôi tại sao lại cưới vợ, tại sao lại bỏ cô ấy bơ vơ. Chồng tôi đã an ủi và bảo rằng dù có gia đình nhưng anh vẫn yêu thương và sẽ nhớ cô ấy cả đời. Đọc đến đâu, tim tôi nhói đau đến đó. Nhưng chồng tôi không hề giải thích mà chỉ bảo sẽ cắt đứt liên lạc với người phụ nữ kia. Vậy là xong. 1 tháng sau đám cưới, chồng bảo tôi đưa hết vàng cưới để anh bán đi lấy tiền trả nợ. Tôi không đồng ý thì anh nói tôi không biết thương chồng, thấy chồng lâm nạn mà dửng dưng không quan tâm. Anh còn bảo rằng tôi tham lam tiền bạc. Kết quả là anh vẫn tự mở tủ, lục tìm vàng cưới rồi đem bán hết. Anh chỉ để lại cho tôi chiếc nhẫn cưới và đôi hoa tai. Cuộc hôn nhân của tôi chìm trong bất hạnh và bi kịch. Chồng lộ rõ bản chất, anh không lo làm ăn mà chỉ thích tụ tập nhậu nhẹt và hát hò. Tôi làm công nhân, hôm nào tăng ca về muộn thì không dám tự đi về mà tôi thường gọi chồng đến đón. Thế nhưng có đêm chồng tôi say sưa nên không nghe máy. Tôi phải tự bắt xe Grab về trong sự nơm nớp lo sợ. Tháng nào nhận lương chồng cũng đòi tiền tiêu xài, kể cả khi tôi bầu bì anh vẫn thế. Ấm ức, tủi thân và thất vọng, nhưng tôi không dám kể cho bố mẹ nghe vì sợ bố mẹ lo lắng. Từ lúc có chồng, tôi ít về nhà hơn trước. Nếu có về, tôi cũng không có tiền để biếu cho bố mẹ như trước. Mà ngược lại, bố luôn hỏi tôi sống có tốt không, có thiếu tiền không thì bố cho thêm. Lần nào bố cũng dám dúi nhét thêm cho tôi vài trăm ngàn. Ông bảo tôi về mua thêm sữa uống để bồi bổ. 3 tháng trước, tôi bị chồng đánh chỉ vì không đưa tiền cho anh ta đi nhậu. Lúc đó tôi đang bế con trên tay, bị chồng tát, cả 2 mẹ con đều ngã xuống nền nhà. Mẹ chồng tôi vội chạy đến để can, nhưng bị chồng tôi mắng. Bà tức quá dùng chổi đuổi đánh thì anh ta mới hậm hực bỏ đi. Sau đó tôi khổ sở gọi taxi chở 2 mẹ con tôi về nhà ngoại tá túc. Bố mẹ biết cuộc sống của tôi không hạnh phúc thì buồn lắm, nhưng chưa trách tôi một lời. Bố thi thoảng thở dài và bảo tôi ly hôn cũng tốt, về sống cùng với bố mẹ cho vui cửa vui nhà. Mẹ thì bế cháu cho tôi nghỉ ngơi, còn không ngừng khuyên tôi nên bỏ người chồng vũ phu càng sớm càng tốt. Ngày hôm qua, vợ chồng tôi chính thức ly hôn. Khi rời khỏi tòa án, tôi thấy bố mặc bộ quần áo cũ, tay cầm ly trà sữa và mũ bảo hiểm, đang đợi mình dưới cái nắng chói chang, mà nước mắt tôi ứa ra. Bố đã già rồi, mặc nhiều vết nhăn, khắc khổ đến thế mà tôi còn trở thành gánh nặng của ông. Thấy tôi khóc, bố cứ tưởng tôi buồn vì chuyện ly hôn, nên ông đã an ủi. Ông bảo người chồng cũ của tôi có phước mà không biết hưởng, sau này rồi tôi sẽ tìm được người phù hợp hơn. Nói rồi bố bảo tôi lên xe để ông chở về. Trong mắt bố, tôi vẫn luôn là đứa con gái nhỏ bé cần được che chở và bảo vệ. Giờ đây tôi sẽ sống cuộc đời người mẹ đơn thân. Nhưng điều khiến tôi khổ tâm nhất chính là bản thân tôi đã làm cho bố mẹ buồn lòng. Tôi đang mất phương hướng và không biết phải làm sao để bắt đầu lại cuộc đời,
mong mọi người cho tôi lời khuyên với. Dòng tâm sự thứ hai, chồng vừa báo tin thất nghiệp, người vợ ở nhà nội trợ ròng rã 7 năm trời, lại đưa ra 3 cuốn sổ đỏ. Tôi luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân. Cho đến khi bị sa thải, tôi mới cay đắng nhận ra mình chẳng là gì cả. 7 năm trước, vợ tôi mang thai đứa con đầu lòng. Thương vợ đi làm vất vả, tôi khuyên cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Thế nhưng vợ tôi không đồng ý. Bầu đến tháng thứ 7, thì vợ có dấu hiệu dọa sinh non. Lúc này tôi phản ứng gay gắt, cô ấy mới ngậm ngùi viết đơn xin nghỉ việc. Vợ nói ở nhà nhiều sợ bị chồng chê, rồi bản thân sẽ tuột hậu so với bạn bè. Tôi an ủi, tôi bảo chỉ cần vợ sinh con khỏe mạnh, rồi đủ 6 tháng, cô ấy có thể đi làm trở lại. Thế nhưng trớ trêu thay, con tôi ốm yếu, đau bệnh thường xuyên. Rồi vợ tôi tiếp tục mang thai con thứ hai, cho nên cô ấy phải nghỉ việc, đến nay cũng đã được 7 năm. Tôi được thăng chức làm phó giám đốc công ty xuất khẩu hàng đông lạnh kể từ 4 năm trước, với mức lương cũng khá cao. Từ lúc lên chức, tôi bắt đầu nảy sinh tâm lý, chán ghét và chê bai vợ. Bây giờ ngẫm lại, tôi càng thấy hối hận và dằn vặt lương tâm. Mỗi tháng tôi đưa cho vợ 30 triệu để chi tiêu sinh hoạt cũng như là đối nội đối ngoại. Thỉnh thoảng tôi cũng hỏi vợ có tiết kiệm được đồng nào hay không. Cô ấy đều bảo có. Tôi nghe thì nghe vậy, chứ cũng không quan tâm lắm. Và cũng từ đó tôi cũng không còn dành sự quan tâm cho gia đình cũng như vợ con. Tôi thích những buổi nhậu nhẹt liên hoan và nhận đi công tác thường xuyên hơn. Con đau bệnh, vợ gọi vài lần nhưng tôi không bắt máy, hoặc là gắt gỏng, bảo vợ tự giải quyết. Sau đó vợ không còn hỏi tôi có về ăn cơm hay không, hay là báo tin con sốt nữa. Vậy là 4 năm qua, tôi đi đi về về nhà mình mà chẳng khác gì nhà trọ. Vợ chồng tôi cũng không còn hạnh phúc khi phòng ai người ấy ngủ. Tôi tự hào về bản thân. Tôi tin tưởng vào năng lực của bản thân mình nên đã thầm coi thường vợ. Cho đến khi tôi phạm sai lầm, phải đền bù cho công ty một số tiền lớn, cùng với đó là bị sa thải, thì tôi mới nhận ra mình chẳng là gì cả. Tôi thất thểu trở về nhà, trong đầu tôi suy nghĩ mông lung đủ thứ chuyện. Thấy tôi ngồi vò đầu bứt tóc, vợ đem ly cà phê đặt trước mặt tôi, rồi hỏi tôi đang gặp chuyện gì. Tôi bảo tôi đang cần tiền gấp để đền bù thiệt hại cho công ty, và tôi cũng đã bị thất nghiệp rồi. Vợ trầm ngâm một lúc rồi vào nhà, lấy ra 3 cuốn sổ đỏ, khiến tôi rất bàng hoàng. Cô ấy nói mấy năm nay, với số tiền tôi đưa, cô ấy chi tiêu rất tiết kiệm và cẩn thận. Bố mẹ vợ bán đất cũng cho cô ấy được một khoản tiền lớn, nên cô ấy đã đầu tư mua đất. Khi thấy đất lên giá, cô ấy lại bán đi mua tiếp mảnh đất khác, cứ lướt sóng như vậy. Và bây giờ vợ tôi đã có trong tay 3 cuốn sổ đỏ cùng với kinh nghiệm đầu tư mua bán bất động sản. Vợ bảo sẽ bán đi một mảnh đất để cho tôi khắc phục hậu quả ở công ty, còn dư tiền thì sẽ đầu tư kinh doanh rồi tự mình làm chủ. Nếu như không đủ thì tiếp tục bán đi mảnh đất thứ hai. Cô ấy sẽ luôn đồng hành và ở bên cạnh tôi, đồng cam cộng khổ cùng với tôi. Những gì vợ nói khiến tôi ân hận tột cùng. Nghĩ đến những gì mình đã nói, đã làm với vợ mà tôi càng xấu hổ hơn. Tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm với vợ đây? Cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.